chỉ ăn một bữa chẳng oán than muôn phiền. Chuyện trần ai buôn bỏ quyết tu chỉ mong cứu nhân sinh. Nay trong mùa kiết hạ thầy sẽ tạm dừng chân rộng đồ khắp nhân sinh. Thank you.
xin người ca tội thân vô biên công ơn ngài. Đấng thiêng liêng toàn năng vua của vạn pháp khắp ba cõi, đồ đời vô số an vui chẳng nghĩ bàn, đồng xanh tây phương lạc quân vui tịnh độ. Xưa thương trần gian kiếp sống trôi lăng trống luân hồi, bao đau thương hận oan sinh tử bệnh khổ với biệt ly. Hành nguyện thiêng liêng biết cứu nhân sinh thoát khổ đau, dù bao trong gai gian khó chẳng man chi. Nào lâu đài gấp nhung ngôi chính đệ vợ đẹp con ngoan, nào bão quất sắc thiên hương đắm say mộng vàng. Nguyện hy sinh buôn bỏ đi, xin chữ tâm yêu thương chúng sanh, tìm ra chân lý giác ngộ khỏi trầm luân. Ngài tự mình dẫn thân lái con thuyền vượt qua sông mê, ngài khơi ánh đuốc vinh hoàng sáng lên đào vàng. Nguyện ai khai tâm từ bi, lòng kính tinh tuân theo giới nghiêm, được đến coi nước an lạc đời vô công ơn ngài. Đấng thiêng liêng toàn năng vua của vạn pháp khắp ba cõi, độ đời vô số an vui chẳng nghĩ bàn, đồng xanh tây phương lạc quân vui tịnh độ. Xưa thương trần gian kiếp sống trôi lăng trong luân hồi, bao đau thương hận oan sinh tử bệnh khổ với biệt ly. Hành nguyện thiêng liêng biết cứu nhân sinh thoát khổ đau, dù bao trong gai gian khó chẳng man chi. Nào lâu đài gấp nhung ngôi chính đệ vợ đẹp con ngoan, nào bão quốc sắc thiên hương đắm say mộng vàng. Nguyện hy sinh buôn bỏ đi, xin chữ tâm yêu thương chúng sanh, tìm ra chân lý giác ngộ khỏi trầm luân. Ngài tự mình dẫn thân lái quân thuyền vượt qua sông mê, ngài khơi ánh đuốc vinh hoàng sáng lên đào vàng. Nguyện ai khai tâm từ bi, lòng kính tinh tuân theo giới nghiêm, được đến coi nước an lạc đời vô ưu. Sợ hồng chân đáo điên, con kính lạy hồng ân vô biên, vì sao những đấng chân tu khổ đau lụy phiền. Phật ngôn bao năm truyền lưu, giờ đổi thay không tuân giới nghiêm, đạo đức giáo pháp suy tàn đời hoán man. Cầu người người phát tâm biết giác ngộ một lòng yêu thương, cầu mong ánh đuốc quang minh sáng soi hồng trần. Và con mong hoa từ bi sẽ tỏ hương lan trong thế gian, đài sen hương thơm giác ngộ đời bình an. Xuôi ngược đi gia đình miền Bắc lại vào Nam,
hành trình khắp chốn gieo duyên trong chúng sanh, người dâng tặng dương công được theo bước bộ hành. Vài thô thầy mai chấp ba nên ba y tuyệt đẹp, xưng hô luôn tử công nơi nơi lòng dâng luôn ngợi khen. Người người yêu thương lễ kính phẩm vật mong cũng dâng, thầy chỉ ăn chay một bữa chẳng nhận chi. Đời nhiều người ác tâm man oán hơn cùng thầy sân si, thầy luôn lấy đức bao dung với tâm từ bi. Thầy luôn mong cho bình an hạnh phúc ban trong thế gian, lòng chẳng oán trách dâng thân tâm bình an. Một lòng chỉ giới loan động dù gian nan, hành theo giáo pháp Như Lai rưỡi hạnh đầu đà. Vượt qua trong gai trần ai, thầy vững tâm không chuyển lai, chỉ mong đến lúc bạc nhã được hoa khai. Với đôi chân trần bao năm xuôi ngược đi ra hết miền Bắc lại vào Nam, hành trình khắp chốn gieo duyên trong chúng sanh, người dâng tặng dương công được theo bước bộ hành. Vải thô thầy mai chấp ba nên ba y tuyệt đẹp, xưng hô luôn tử công nơi nơi lòng dâng luôn ngợi khen. Người người yêu thương lễ kính phẩm vật mộng cũng dâng, thầy chỉ ăn chay một bữa chẳng nhận chi. Đời nhiều người ác tâm mang oán hờn cùng thầy sân si, thầy luôn lấy đức bao dung với tâm từ bi. Thầy luôn mong cho bình an hạnh phúc ban trong thế gian, lòng chẳng oán trách dâng thân tâm bình an. Một lòng chỉ giới tu tâm chẳng loan động dù gian nan, hành theo giáo pháp Như Lai rưỡi hành đầu đà. Vượt qua trong gai trần ai, thầy vững tâm không chuyển lai, chỉ mong đến lúc bạc nhã được hoa khai. Đời nhiều người ác tâm mang oán hờn cùng thầy sân si, thầy luôn lấy đức bao dung với tâm từ bi. Thầy luôn mong cho bình an hạnh phúc ban trong thế gian, lòng chẳng oán trách sân hận tâm bình an. Một lòng chỉ giới tu tâm chẳng loan động dù gian nan, hành theo giáo pháp Như Lai rưỡi hạnh đầu đà. Vượt qua trong gai trần ai, thầy vững tâm không chuyển lai, chỉ mong đến lúc bạc nhã được hoa khai. Chuyện đại thừa cứu chân sáng
nhân sinh cõi ta bà nhiều lụy phiền với lầm than, bao cam dỗ xa hoa chinh phục ngài với bao tình, nhưng tâm huyết trắng màn chỉ một lòng đi thính kinh. Trên đường hành tu biết mấy gian nan bởi gặp nhiều yêu ma, quyết theo ngăn trận biết bao xâm hại rồi bao cám dỗ. Tâm chân chính tu hành ngại chẳng mang quyết thính kinh, theo chân có ba đồ để bảo vệ quyết chữ giang, vượt qua lắm gian nan tam một nàng thính kinh về, nên dạnh thơm đắc đạo truyền đại thừa cô chúng sanh. Tôi không phải người tu, tôi chỉ biết thật lòng mình tôn vinh và ngợi ca đức hạnh của người hiền lành. Đường tu gian nan đâu dễ dàng, nhưng đường tu chân lý rất vinh quang. Tôi ca ngợi người chân tâm hành đúng pháp Như Lai, ca ngợi người thiện tâm có lòng bác ái tương thân, ca ngợi người tìm đường sáng quay về, quyết tâm bảo vệ chân lý tu. Trong trần ngày nay, giữa lúc vô minh phủ trùm nhân gian, có sư minh tuệ đức tâm phi thường người người tôn kính. Tâm chân chính tu hành người chẳng màn đến lời danh, không tham sắc tham tài chẳng muộn phiền chẳng hận sân, chỉ mong khắp nơi nơi đem lại hạnh phúc muôn người, trên môi luôn mỉm cười dù người đời ai ghét thương. Chờ nghìn trùng bao nhiêu người tà tâm ngăn chặn bước đường hành trình, người luôn bao dung không oán hờn, tâm từ bi mong xá hết oan khiên. Ôi người đời vì sao gieo nghiệp ác chẳng buông tay, thương cảm nhìn người chân tu gặp biết mấy gian truân, mong cầu huyền diệu của đức đại hùng giúp sư khổ nàng bên trí tu. Con nguyện cầu sao khắp chốn nhân sinh chung một lòng yêu thương, bao sân hận để lòng thân ai. Khi nhân thế vẫn còn nhiều hận hờn bởi lời danh, đem nghiệp ác gieo
trọng người chẳng màng kiếp trăm luân. Lòng con thiết tha mong nhân lành được kết hoa lành, chân tu sẽ đắc đạo ngài đã thành chánh quả cao. Lòng con thiết tha mong nhân lành được kết hoa lành, chân tu sẽ đắc đạo thầy đã thành chánh quả cao.
lành nơi nơi, đem từ tâm giác ngộ bao người. Hòa tâm khai Phật ban thứ duyên, căn lành gieo trời ban quá thiên, sân si lắm mà chi người tâm kia đau điên. Mãi đây vô thường ai thoáng qua, kiếp phù du tựa như áo mộng, giữ cho tâm an lành đừng hoang mang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.